Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều cách để những người con Quảng Trị dù ở bất cứ nơi đâu có khát vọng muốn cống hiến và đóng góp cho quê hương. Và với ông Đỗ Hữu Thiền, một người con Quảng Trị thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ông đã chọn con đường nâng tầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ ở quê hương. Nhận thức được việc tri thức từ sách là vô tận, ngoài việc xây dựng trung tâm văn hóa đào tạo thiền nhân văn tại quê nhà là huyện Vĩnh Linh. Cùng với đó, trong nhiều năm qua, ông đã trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Quảng Trị với khát vọng muốn xây dựng một nền tảng tri thức bền vững cho Quảng Trị. Anh Thiền là phải nói là người rất là thiệt tha với cái văn hóa đọc, và từ khi xây dựng cái trung tâm này đó thì là anh đã tạo điều kiện cho con em học sinh trên địa bàn đến đó để mà đọc sách, trao dồi trí thức đó, để mà truyền cái cảm hứng, truyền cái năng lượng tích cực cho các em. Mọi người đến với trung tâm thiền nhân văn là tìm đến với một cái kho tàng kiến thức rất lớn của nhân loại để củng cố thêm kiến thức của mình và thắp sáng lên cái niềm đam mê đọc sách, và cùng phát huy cái tinh thần truyền thống hiếu học của quê hương. Kính gửi bác Đỗ Hữu Thiền, cháu tên là Phan Thục Uyên, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Vĩnh Thái, là bạn học sinh được nhận học bổng từ bác. Thật sự mà nói, từ trước cho tới giờ, với cháu chưa bao giờ nhận được món quà giá trị lớn đến vậy. Cháu không có gì ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến bác. Cảm ơn bác đã luôn ủng hộ và lắng nghe cháu. Cảm ơn bác đã luôn chia sẻ, và cảm ơn bác đã tiếp thêm cho cháu một phần năng lượng để cháu có thể tiếp bước đến trường. Cháu hứa rằng cháu sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân mình hàng ngày để trở nên tốt hơn. Ông Đỗ Hữu Thiền, sinh năm 1967, tại Phủ Thị Tây, nay là khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xã. Năm 1985, ông nhập ngũ, tham gia xây dựng công trình phòng thủ RC3 ở Cam Ranh. Tháng 8 năm 1989, ông xuất ngũ và trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, ông kết thúc khóa học và chọn thành phố mang tên bác sinh sống, làm việc. Với tấm lòng nhân ái, nhiều năm qua, ông Đỗ Hữu Thiền không ngại khó khăn để kết nối và đem tình thương đến với những mảnh đời bất hạnh bằng các chương trình thiện nguyện như tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở quê hương. Cũng từ đó, cái tên Đỗ Hữu Thiền luôn được nhắc đến mỗi khi có những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Hàng chục bức thư tay của các em học sinh được gửi đến ông, trong đó có những bức thư xin được hỗ trợ và cũng có cả những lời cảm ơn đầy xúc động. Nhiều trường hợp đã được tặng học bổng Đỗ Hữu Thiền, thiền nhân văn trong nhiều năm liền. Quỹ học bổng của ông cũng đã thắp sáng cho biết bao khát vọng được tiếp bước trên con đường tri thức của các em học sinh. Trong quá trình học tập thì gia đình và ba mẹ em đi dì sớm nên là ba phải một mình nuôi em. Mà thời điểm đó thì ba em thất nghiệp nên là không có việc làm. Mà với số tiền đó thì không thể đủ trang trải. Và dẫn đến là em có thể nghỉ học. Ngay lúc đó thì được biết đến qua sự giới thiệu của mọi người xung quanh. Và đến biết đến thiền nhân văn thì em có viết một lá thư để xin học bổng được ông tài trợ cho học tiếp tục quá trình học tập của mình. Khi em gửi thư thì em bắt đầu chờ đợi, và khi biết được là bác Thiền đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình và hỏi thăm quá trình học tập của em thì em cảm thấy rất là vui và phấn khởi để tiếp tục con đường học tập của mình. Cùng với hoạt động thiền nguyện, ông Thiền còn quan tâm xây dựng, làm lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ Vĩnh Linh qua việc đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng trung tâm văn hóa đọc và đào tạo thiền nhân văn nhằm hâm nóng, lan tỏa tình yêu, thói quen đọc sách trong người trẻ và cộng đồng. Được xây dựng vào năm 2019 trên diện tích đất gần 1.200 m²,
trung tâm thiền nhân văn có 3 tầng với hơn 1.400 m² sử dụng. Kiến trúc của tòa nhà nhìn vào như một cuốn sách đang mở ra hướng lên bầu trời trong xanh, minh chứng tri thức là vô tận. Có hơn 5.000 đầu sách với hơn 10.000 cuốn sách được định hướng tuyển chọn từ các chuyên gia đọc. Với một không gian tiện nghi, thoáng đãng, đây là nơi để người đọc, đặc biệt là học sinh, sinh viên có cơ hội được học hỏi, trao đổi về kiến thức, góp phần củng cố, duy trì văn hóa đọc, truyền tinh thần ham học hỏi để tích lũy tri thức. Về đơn một điều đơn giản đối với mình, lúc nào mình cũng nói từ trong sâu thẳm của mình, mẹ và quê hương là hai cái nỗi nhớ rất sâu thẳm và tha thiết cuộc đời mình. Chính vì lý do đấy tạo cho mình một cái động lực về quê để làm một cái điều gì đó cho quê hương, cho con trẻ và cho cộng đồng. Thực ra sách nói sách là một cái hình ảnh vậy đó, nhưng mà một câu chuyện bắt nguồn khởi nguồn từ sách là vấn đề khuyến đọc. Khuyến đọc nó lồng ghép với câu chuyện khuyến học và nó trở thành một cái câu chuyện thiền nhân văn hôm nay, trở thành những hệ sinh thái về tri thức. Những ngày đầu mới bắt tay vào việc xây dựng và đưa trung tâm thiền nhân văn vào hoạt động, Đỗ Hữu Thiền dường như là người đơn độc trong hành trình đặc biệt của mình, và chính ông cũng đã phải tự mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại đó. Từ khi đặt cái nền móng cho việc chuẩn bị đất, chuẩn bị các cái thủ tục đầu tư và xây dựng, thì mình gặp vô vàn khó khăn. Nhưng mà vì cái tình yêu đối với quê hương, vì tình yêu với con trẻ, vì cái sứ mạng của câu chuyện thiền nhân văn, mình vượt qua hết và mình coi tất cả những cái đó là những cái thách thức và rào cản không quá lớn đối với mình. Nhưng khi thiền nhân văn đi vào vận hành, các bạn biết, vừa vận hành trong một tháng xảy ra Covid liền. Có những đêm mà các bạn biết không, mình nằm ngay trong trung tâm này, 2 giờ sáng mình chưa ngủ, mình nghĩ làm bằng cái nào đấy để thiền nhân văn vẫn tồn tại và phát triển. Khủng khiếp lắm. Từ việc đến với trung tâm thiền nhân văn bằng sự tò mò, dân gia, trung tâm đã trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng, thu hút không chỉ những bạn trẻ, các em học sinh, mà còn có rất nhiều phụ huynh và những người yêu sách. Đa phần cảm xúc của các cái phụ huynh khi lần đầu tiên đến đấy thì mình thấy là họ rất là cảm thấy rất là may mắn khi ở cái địa phương này có một cái trung tâm sách lớn như thế này. Trẻ con tới đây thì rất là thích. Một cái không gian là vừa là thú vị để các bạn ấy tìm hiểu, một cái nhà sách là đa dạng các cái chủ đề sách. Không chỉ lan tỏa và xây dựng văn hóa đọc ở Vĩnh Linh, ông Đỗ Hữu Thiền còn phối hợp với Reading Việt Nam tổ chức đào tạo đại sứ đọc để cùng thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng. Tổ chức nhiều đợt tặng sách cho các điểm trường còn khó khăn, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Quảng Trị. Cũng từ đó, ông đã kết nối được với nhiều cá nhân, những tấm lòng cùng chung lý tưởng, cùng mục tiêu, đó là lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi người. Anh Thiền là một người anh rất là tâm huyết trong công tác văn hóa đọc. Bản thân anh Thiền cũng đã xây dựng lên cái thiền nhân văn, hiện tại cũng rất là đã nổi tiếng trong cả nước rồi. Rất nhiều anh chị em khuyến đọc trong cả nước cũng tìm hiểu và tìm về với anh Thiền. Bản thân Hứng với anh Thiền thì cũng gặp nhau trên Facebook cũng khá lâu rồi. Và trong mấy năm qua thì anh em cũng có gặp mặt, cũng có trao đổi những cái dự án mình làm, những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, những cái trăn trở làm thế nào để đưa sách về cho người đọc nhiều hơn. Thì gặp được anh Thiền cũng như là gặp được một cái cơ duyên tạo động lực cho Hứng cũng có thêm nhiều cái trợ lực, nhiều cái thuận lợi trên việc phát triển văn hóa đọc. Có lẽ cái điều đóng góp của anh Thiền đó là đã khơi dậy và truyền cảm hứng về sự học. Sau nữa là anh cũng đã khơi dậy và thúc đẩy cho cái niềm đam mê về cái văn hóa đọc. Và có học, có đọc thì sẽ có kiến thức. Và chính cái đó là nền tảng để phát triển con người cũng như sự nghiệp trong người cho các thế hệ học sinh, nhất là giới trẻ của quê hương Quảng Trị chúng ta. Với ông Đỗ Hữu Thiền, hạnh phúc là được cống hiến cho quê hương. Vì vậy, đi qua nhiều thăng trầm từ những bước chân đơn độc ở vùng đất mới thành phố Hồ Chí Minh, cho đến bây giờ
đã gặt hái được những thành công nhất định. Lúc nào, ông cũng dành tình cảm đặc biệt cho nơi chôn nhau cắt rốn bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đó là chắp cánh những ước mơ và khát vọng của con em quê hương Quảng Trị được bước đi trên con đường tri thức. Và khát vọng cống hiến cho quê hương cũng được thắp lên từ trung tâm thiện nhân văn mà ông đã dành tâm huyết để xây dựng với sứ mệnh cao cả, nâng tầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ.